Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và hôm nay là 60 phút yoga toàn thân giúp kích hoạt toàn bộ cơ thể của mình. Đặc biệt bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ nhấn mạnh vào phần linh hoạt cổ chân, đầu gối và thăng bằng hông. Rồi, khi nào các bạn sẵn sàng chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bằng vị trí ngồi thật thoải mái. Bạn có thể bắt chéo hai chân của mình vào với nhau hoặc duỗi nhẹ hai chân của mình về phía trước. Cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng. Ở vị trí này hãy cảm nhận vai, gáy, cột sống lưng của mình trên một đường thẳng là đúng. Và bây giờ mở vai, mở ngực, nhẹ nhàng bạn nhắm mắt. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hãy quan sát dọc cơ thể, đi từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Tâm trí ta đi tới đâu, thả lỏng cơ thể của mình tới đó. Thả lỏng cổ, thả lỏng vai, thả lỏng tay, thả lỏng ngực, bụng, hông, thả lỏng đùi, đầu gối, cổ chân và ngón chân. Buông lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy để cho tâm trí lắng dịu, làm chậm lại tâm trí của mình. Và bây giờ, bạn hãy hướng tâm trí về lại với hơi thở. Khi hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Hít vào thật sâu. Cảm nhận một lần hơi mát rượi đi vào từ hai khe mũi. Sau đó thở ra chậm rãi. Cảm nhận một lần hơi nóng ấm đi ra từ hai cánh mũi của mình. Khi hít vào, bụng phình ra. Thở ra, bụng xẹp xuống. Tiếp tục hít vào, bụng phình ra. Thở ra, bụng xẹp xuống. Hít vào, nỗ lực nạp đầy dưỡng khí vào hai lá phổi. Sau đó thở ra, hãy tống tẩy tối đa khí cặn ra khỏi cơ thể. Hít vào những suy nghĩ tích cực. Và thở ra, loại bỏ những tạp niệm hoặc những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Gạt bỏ mọi lo âu, gạt bỏ mọi ưu phiền. Hãy dành giây phút hiện tại cho cơ thể của mình, cho bản thân của mình và hơi thở của mình. Hít vào, cảm nhận sự bình yên, tự do, tự tại. Và khi thở ra, cảm nhận sự khoan khoái, thư giãn toàn bộ tâm trí và cơ thể. Cảm nhận hơi thở đang di chuyển thật nhịp nhàng và chậm rãi dọc khắp cơ thể của mình. Hít sâu, thở ra chậm rãi. Thật chậm rãi, bạn xoay tròn cổ từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Hoặc nếu muốn, có thể di chuyển cổ theo ý thích của bản thân. Thả lỏng cổ, thả lỏng gáy, thả lỏng vai. Thả lỏng tâm trí. Di chuyển thật chậm rãi, mở rộng vòng xoay tối đa. Quan sát hơi thở và chuyển động của mình. Hãy tạo sự kết nối thật nhịp nhàng từng cử động với từng hơi thở. Hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Sau đó, chuyển động cổ, bạn biết bạn đang chuyển động vùng cổ của mình. Hãy thực hành hít thở và chuyển động theo chánh niệm.
Nai nhẹ nhàng ta trả cổ của mình về chính diện. Sau đó từ từ bạn mở mắt của mình ra. Lúc này ấn mạnh hai tay của mình vào đầu gối, gù lưng của mình về phía sau. Hít vào, bạn trả lưng của mình về chính diện. Thở ra, bạn đẩy ngực của mình về phía trước, ngã vai, trũng lưng. Tương tự hít vào, về chính diện. Thở ra, bạn gù mạnh lưng của mình về phía sau. Hít vào, trở về chính diện. Thở ra, trũng lưng, căng ngực về phía trước. Ba, hít vào, chính diện. Thở ra, gù lưng, mắt nhìn xuống. Hít vào, về chính diện. Thở ra, bạn trũng lưng, ngã đầu của mình về phía sau. Bốn, hít vào, chính diện. Thở ra, bạn gù lưng. Hít vào, về chính diện. Thở ra, bạn trũng lưng. Và năm, hít vào, trở về. Thở ra, gù lưng, siết cơ bụng của mình lại. Hít vào, trở về. Thở ra, bạn trũng lưng. Nơi hít vào, trả lưng của mình về chính diện. Sau đó thở ra, bạn gập đầu gối, nâng hai gối của mình lên, ép sát hai gối của mình vào với nhau. Lúc này vòng mạnh tay trái của mình ôm lấy hai gối, tay phải bạn đặt về phía sau lưng. Tiếp tục hít vào, xoắn cơ sống lưng hết mức có thể về phía bên phải. Thở ra, mắt nhìn qua vai phải. Giữ đáy, mở ngực, mở vai. Hít thở, bá. 4. Liên tục bạn di chuyển hai gối về phía bên trái, đồng thời xoắn vai về phía bên phải. Xoắn hết mức. Và 5. Nhẹ nhàng bạn đổi bên. Hít vào, tay phải vòng ôm hai gối, tay trái đặt về phía sau lưng. Thở ra, xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng về phía bên trái. Liên tục mắt nhìn qua vai trái. Giữ hái. 3. 4. Quan sát hơi thở của mình. Và 5. Nhẹ nhàng bạn thoát thể. Hít vào, đi hai tay của mình về phía đầu thảm. Sau đó thở ra, hạ hai gối của mình xuống. Ta vào tư thế cái bàn. Quan sát ở vị trí cái bàn, giữ cho cổ tay, khuỷu tay, vai trên một đường thẳng. Gối và hông trên một đường thẳng. Tay mở ngang vai, gối mở ngang hông. Từ vị trí này hít vào, bạn nâng mạnh gối phải của mình lên. Sau đó thở ra, gù lưng, gối hướng về phía cằm. Tương tự như vậy, lượt hai, hít vào, đánh mạnh gối phải lên. Thở ra, gối hướng cằm, cằm hướng gối. Ba, hít vào, trũng lưng, mở ngực, mở vai, nâng cằm lên. Thở ra, bằng gù lưng, gối phải hướng về phía cằm. 4. Hít vào, đánh chân phải lên cao hơn nữa. Thở ra, gù lưng, siết chặt cơ bụng của mình lại. Và 5. Hít vào, bạn đánh gối phải của mình lên. Lần này thở ra, bạn duỗi căng chân phải của mình về phía sau, đồng thời căng tay trái về phía trước. Hít vào, vòng về phía sau cho tay trái chạm vào chân phải. Thở ra, bạn căng lưng. Tương tự như vậy, lượt hai, hít vào, tay trái chạm chân phải. Thở ra, căng lưng. Ba, hít vào, thở ra, siết chặt cơ bụng của mình lại. 4. Hít vào, thở, căng lưng. Và 5. Hít vào, tay trái chạm vào chân phải, hoặc nếu được, tay trái nắm luôn chân phải. Bạn nâng chân của mình lên, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể, giữ thăng bằng ở đây, hái. Liên tục mở ngực, mở vai. 3. 4. Và 5. Nơi hạ tay trái của mình xuống, hít vào, bằng bước luôn chân phải của mình về phía trước, chân đặt giữa hai tay. Lúc này mũi chân trái của mình duỗi về phía sau, đẩy hông về phía trước, nhấn hông của mình xuống. Hít vào, tay trái áp thảm, bằng gập khuỷu tay phải cho tay phải đặt về phía sau gáy. Sau đó thở ra, xoắn hết mức phần thân trên về phía bên phải. Hít vào, bằng hạ khuỷu tay phải của mình xuống. Thở ra, cho khuỷu tay phải hướng về tay trái. Tương tự như vậy, lần hai, hít vào, xoắn phải. Thở ra, bạn hạ khuỷu tay phải, xoắn về trái. Ba, hít vào, xoắn phải. Thở ra, bạn xoắn trái. 4. Hít vào, liên tục nhấn hông của mình xuống. Thở ra, xoắn về phía bên trái, mắt nhìn qua vai trái. Và lượt cuối, 5. Hít vào, xoắn mạnh về phải. Thở ra, bạn xoắn về phía bên trái. Lúc này, hạ luôn cho khuỷu tay phải của mình chạm thảm. Sau đó, khuỷu tay trái chạm thảm, tay chắp vào với nhau. Hít vào, bạn nhấn hông của mình xuống. Thở ra,
tách gối phải của mình sang ngang, liên tục mắt nhìn qua vai trái, giữ thêm 3, 4. Hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi, cố gắng duỗi căng chân trái của mình về phía sau. Và 5, nhẹ nhàng ta thoát thể. Lúc này bạn hạ luôn lòng bàn tay trái của mình về thảm, sau đó xoay tay trái về phía bên trong, giữ cho tay của mình song song với phía đầu thảm. Lại từ từ dùng tay phải bạn đẩy gối phải của mình sang ngang, tiếp tục xoắn mạnh cơ sống lưng hết mức có thể về phía bên phải, hoặc nếu được từ vị trí này gập đầu gối chân trái, tay phải nắm lấy chân trái, kéo ngược chân hướng về phía hông, liên tục vừa xoắn cơ sống lưng, mở mạnh vai phải, vừa nhấn hông của mình xuống. Liên tục ở vị trí này, bạn vừa cảm nhận sức căng ở phần đùi trước chân trái, xoắn cơ sống lưng hết mức có thể về phía bên phải, mở ngực mở vai. Này nhẹ nhàng hít vào, bạn thoát thế hạ tay phải của mình xuống. Lúc này thở ra ấn mũi chân trái nâng hông của mình lên. Tiếp tục hít vào, tay áp thảm, thở ra bằng đẩy hông của mình về phía sau, nếu được giữ cho đầu gối chân phải của mình thật thẳng. Hít vào, trường mạnh vai của mình về phía trước, thở ra bằng nhấn vai của mình xuống, gập nhẹ khuỷu tay, liên tục gập người của mình về phía trước từ khớp hông của mình, thả lỏng hông hết mức có thể, giữ thêm 3. Tiếp tục mở ngực mở vai, nhấn sâu hơn nữa nếu được, 4. Đúng rồi, và 5, hít vào, bạn nâng vai của mình lên. Lần này thở ra, rút chân phải của mình về phía sau, đồng thời bạn bắt chéo chân phải của mình qua chân trái, ấn mũi chân phải chạm thảm. Hít vào, nâng hông, vuông tay phải qua khỏi đầu, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể, cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại, giữ hái. Nâng hông của mình lên cao hơn nữa nếu được, 3, 4. Đúng rồi, và 5, thở ra hạ tay phải của mình xuống. Hít vào, rút chân phải của mình về, trương vai tư thế tấm ván. Thở ra gập khuỷu tay hạ chaturanga. Hít vào, mũi chân của mình duỗi, ngã đầu ngã vai của mình về phía sau tư thế chó ngửa mặt. Và thở ra ta rút về tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Liên tục ta hít sâu và thở chậm, nhẹ nhàng nhắm mắt, quan sát hơi thở của mình. Hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Hít vào những suy nghĩ tích cực. Và thở ra loại bỏ những tập niệm hoặc những suy nghĩ tiêu cực. Thả lỏng tâm trí và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hồi phục cơ thể ở vị trí này. Nhẹ nhàng, từ từ bạn nâng vai, nâng hông của mình lên. Sau đó ta trở về tư thế cái bàn, tiếp tục quan sát cho tay mở ngang vai, gối mở ngang hông. Hít vào, lực bạn dùng vào bên phải, nhấc nhẹ chân trái của mình lên, đồng thời đánh cho gối trái của mình nâng cao lên, trũng lưng. Thở ra bằng gù lưng, di chuyển gối trái về phía trước, gối hướng cầm. Tương tự như vậy, lượt hai hít vào, trũng lưng, đánh gối trái lên. Thở ra bằng gù lưng, cầm hướng gối. 3, hít vào, trũng lưng, căng ngực căng vai. Thở ra, gù lưng, siết cơ bụng của mình lại. Và 4, hít vào, đánh cao gối trái lên nữa. Thở ra, gối hướng cầm. Lực cuối 5, hít vào, bạn đánh mạnh gối trái lên. Thở ra lần này duỗi căng chân trái của mình về phía sau, đồng thời căng tay phải của mình về phía trước. Hít vào, cho tay phải chạm chân trái. Thở ra, bạn căng lưng. Tiếp tục lực 2, hít vào, tay chạm chân. Thở ra, căng lưng. 3, hít vào, tay chạm chân. Thở, bạn căng lưng. 4, hít vào, mở mạnh vai phải của mình ra. Thở ra, căng lưng. Và lực nữa 5, hít vào, nếu được tay phải bạn nắm luôn chân trái, cố gắng nâng chân của mình lên, đẩy không cơ lưng hết mức có thể, giữ hái. Mở ngực mở vai, 3, 4. Cố gắng bạn nâng chân trái của mình cao hơn nữa, giữ thăng bằng. Và 5, nhẹ nhàng bạn thoát thế hạ tay phải của mình xuống. Lúc này hít vào, bước luôn chân trái của mình về phía trước, đặt
chân ở giữa hai tay. Thở ra, mũi chân phải của mình duỗi, bạn đẩy hông của mình về phía trước, nhấn hông sâu hết mức có thể. Hít vào, tay phải áp thảm, đặt tay trái về phía sau gáy. Thở ra, bạn xoắn mạnh phần thân trên hết mức có thể về phía bên trái. Hít vào, xoắn phần thân trên về phía phải, cho khuỷu trái hướng về tay phải. Tương tự như vậy, hít vào lần hai, mở mạnh khuỷu tay trái lên. Thở ra, hạ khuỷu trái xuống, xoắn về phải. Ba, hít vào, bạn xoắn trái, mở ngực, mở phải. Thở ra, ta xoắn về phải. Và bốn, hít vào, nâng khuỷu tay trái lên, xoắn về trái. Thở ra, xoắn mạnh về bên phải. Lượt cuối, năm, hít vào, bạn xoắn trái. Lần này thở ra, hạ khuỷu tay trái của mình xuống, xoắn về phía bên phải. Đồng thời, bạn đặt luôn khuỷu tay trái của mình về phía thảm. Tiếp tục hít vào, bạn hạ luôn khuỷu tay phải của mình về thảm. Thở ra, hai tay của mình chắp. Liên tục nhấn hông, mở ngực mở vai, mắt nhìn về phía trước. Hít thở, ba. Cố gắng duỗi căng chân phải của mình về phía sau. Bốn. Tốt lắm mọi người. Và năm, nơi nhẹ nhàng, bạn hạ luôn tay phải của mình xuống. Sau đó giữ cho tay của mình song song với mặt trước thảm. Hít vào, lúc này bạn dùng tay trái đẩy mạnh gối trái của mình sang ngang. Thở ra, xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng về phía bên trái. Hoặc nếu được, cho tay trái nắm lấy chân phải. Liên tục bạn kéo ngược chân hướng về phía hông. Mắt nhìn qua vai trái, giữ hái. Tách mạnh gối trái của mình ra, hít thở, bá. Liên tục bạn xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng của mình. Bốn. Và năm, nơi nhẹ nhàng ta thoát thế, bạn hạ chân phải của mình xuống. Hít vào, hai tay của mình áp thảm, ấn mũi chân phải nâng hông của mình lên. Lúc này thở ra, đẩy hông của mình về phía sau, cố gắng duỗi căng đầu gối chân trái. Hít vào, trương mạnh vai của mình về phía trước, lưng thật thẳng. Sau đó thở ra, bạn cúi gập người của mình xuống. Ta khuỵu nhẹ khuỵu tay, nhấn hai khuỵu tay của mình hướng về phía thảm. Gập sâu phần vai, gập sâu phần hông hết mức, giữ hái. Ba, cảm nhận sức căng ở cơ đầu gối chân trái. Bốn. Đúng rồi, và nằm, hít vào, bạn nâng vai lên. Lúc này thở ra, thật chậm rãi rút chân trái về phía sau, đồng thời bắt chéo chân trái của mình về phía sau chân phải, ấn mũi chân của mình xuống. Hít vào, bạn đẩy hông của mình lên, vươn tay trái của mình qua khỏi đầu, siết chặt cơ bụng của mình lại, giữ thêm hái. Ba, hít thở. Bốn, đẩy hông lên cao hơn nữa nếu được. Và năm, hơi thở ra, hạ tay trái của mình xuống, hít vào, bạn nâng hông, thở ra, trương vai, tư thế tấm phản. Hít vào, gập khuỷu tay, hạ vai chaturanga. Thở ra, tư thế chó ngửa mặt, ngã vai của mình về phía sau, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể. Tiếp tục hít vào, tư thế chó quỷ mặt, bạn ấn mũi chân, nâng hông, nhấn vai của mình xuống. Liên tục thả lỏng vai, cho vai tách ra khỏi màng tai. Liên tục bạn hít sâu, thở chậm. Rồi từ vị trí này hít vào, bạn đánh chân phải của mình lên cao. Thở ra, cặp gối trương vai của mình về phía trước, cho gối hướng ngực. Tương tự như vậy, lượt hai, hít vào, bạn đánh chân lên. Thở, gối hướng ngực, cầm hướng gối. Ba, hít vào, chân cao hơn nữa. Thở ra, siết chặt cơ bụng của mình lại. Bốn, hít vào, bạn đánh mạnh chân phải lên. Thở ra, gối hướng cầm. Năm, hít vào, đánh chân lên. Thở ra, siết chặt cơ bụng, vai vượt khuỷu tay luôn. Sáu, hít vào, chân cao hơn nữa. Thở ra, trương mạnh vai của mình về phía trước. Bảy, hít vào, chân lên. Thở, gối hướng ngực. Tám, hít vào lên. Thở ra, siết chặt cơ bụng của mình lại. Chín, hít vào, chân lên. Thở ra, gối hướng ngực. Và lượt cuối, 10, hít vào, bạn đánh chân lên. Thở ra, gối hướng ngực. Lần này hít vào, đánh chân của mình lên. Thở ra, bước luôn chân phải của mình về phía trước, đặt chân ở giữa hai tay. Đồng thời bạn áp lòng bàn chân trái của mình xuống. Quan sát cho hai gót chân trên một đường thẳng.
Ví tục hít vào từ vị trí này, lựa chọn số 1, bạn đặt khuỷu tay phải trên đầu gối chân phải, vươn tay trái qua khỏi đầu. Hoặc lựa chọn số 2, đặt cho tay phải của mình bên ngoài chân phải của mình luôn. Liên tục duỗi căng tay trái của mình hết mức có thể, cảm nhận sức căng ở phần lườn bên trái. Hít thở hái, bá. Đồng thời bạn đẩy gối phải, ép sâu vào nách phải nếu được. 4. Và 5. Nhẹ nhàng, bạn thoát thể. Từ vị trí này, ta hạ tay trái của mình xuống, đồng thời xoay cho gót chân trái của mình chạm thảm. Tiếp theo, bạn xoay cho hông trái của mình hướng xuống, nâng vai phải, tay phải của mình hướng lên trời, đồng thời tách mạnh gối phải của mình sang ngang. Tiếp tục siết chặt cơ eo, siết chặt cơ lườn. Hít vào, bạn nâng hông lên, thở ra, đặt luôn tay phải của mình phía trong chân phải, cố gắng duỗi căng đầu gối chân phải. Lúc này nâng tay trái, mắt nhìn lên, tư thế tam giác nghiêng. Liên tục bạn siết chặt cơ đùi, đùi phải bạn xoắn ra bên ngoài và đùi trái bạn xoắn vào bên trong, giữ cho vai của mình trên một đường thẳng. 4. Và 5. Từ vị trí này, bạn vòng luôn tay trái của mình về phía sau lưng, nếu được cho tay trái nắm sâu vào đùi phải. Sau đó nhẹ nhàng đẩy vai phải của mình về phía trước, mở vai trái hướng lên, xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên trái, mắt nhìn lên, giữ 4. Và 5. Nhẹ nhàng, ta thoát thể, mắt nhìn xuống. Lúc này bạn gập đầu gối chân phải của mình về phía trước, đồng thời hạ vai phải của mình thấp xuống, luôn vai phải của mình xuống dưới đầu gối chân phải. Lựa chọn số 1, bạn giữ đây. Hoặc lựa chọn số 2, nâng tay phải của mình lên, tay phải vòng về phía sau lưng, tay trái nắm lấy tay phải. Sau đó tiếp tục mở mạnh vai trái, mắt nhìn lên, giữ thăng bằng, bá. Lực bạn dùng vào gót chân phải nhiều hơn. 4. Hít thở. Và 5. Thở ra, bạn thoát thể. Hít vào, tay áp thảm, ấn mũi chân trái. Thở ra, rút chân phải của mình về phía sau, nâng hông nhấn vai, tư thế chó quỷ mặt. Thả lỏng vai, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tiếp tục hít vào, bạn đổi bên, đánh chân trái của mình lên kéo. Thở ra, gập gối, trường vai của mình về phía trước cho gối hưởng ngực. Lượt hai, hít vào, chân cao hơn nữa. Thở ra, gối hướng ngực, cầm hướng gối. 3. Hít vào, bạn đánh chân lên. Thở ra, vai vượt khuỷu tay luôn. 4. Hít vào, chân lên. Thở ra, siết chặt cơ bụng của mình lại. 5. Hít vào, đánh chân lên. Thở ra, vai vượt khuỷu tay. 6. Hít vào, đánh chân cao hơn nữa. Thở ra, trường vai. 7. Hít vào, chân lên. Thở ra, gối hướng ngực, cầm hướng gối. 8. Hít vào, chân cao lên. Thở ra, trường mạnh vai về phía trước. Thêm 2 lượt nữa. 9. Hít vào lên. Thở ra, siết chặt cơ bụng của mình lại. Và 10. Hít vào, bạn đánh chân trái lên. Thở, gối hướng ngực, tương tự, bước luôn chân trái về phía trước, đặt giữa hai tay. Hít vào, ấn mũi chân phải của mình về phía sau. Sau đó thở ra, bạn áp lòng bàn chân phải của mình chạm thảm. Tiếp tục hít vào, ta vào tư thế góc nghiêng. Ở đây lựa chọn số 1, bạn có thể đặt khuỷu tay trái trên đầu gối chân trái, vươn tay phải của mình qua khỏi đầu. Hoặc lựa chọn số 2, từ vị trí này, bạn đặt luôn tay trái bên ngoài chân trái. Tiếp tục căng tay phải của mình qua khỏi đầu, cảm nhận sức căng ở cơ lườn bên phải. Giữ hái, hít thở, bá. 4. Tốt lắm. Và 5. Nhẹ nhàng, ta thoát thể, mắt nhìn xuống. Từ từ bạn hạ tay phải của mình chạm thảm. Tiếp tục hít vào, hai tay áp thảm, bận ấn mũi chân phải của mình xuống. Sau đó thở ra, gập đầu gối chân trái, tách gối trái sang ngang, vươn tay trái của mình lên. Hít thở, giữ bá, siết chặt cơ eo, bận nhấn phần hông phải của mình hướng xuống thảm của mình luôn. 4. Liên tục bạn siết chặt cơ eo, siết chặt cơ hông, hít thở. Và 5. Thở ra, hạ tay trái của mình xuống. Hít vào, lúc này ta vào tư thế tam giác nghiêng, bằng cách bạn nâng hông, duỗi căng đầu gối chân trái, đồng thời nâng tay phải, mắt nhìn lên, siết chặt cơ đùi. Đùi trái bạn xoắn ra bên ngoài và đùi phải bạn xoắn vào bên trong, giữ cho vai của mình trên một đường thẳng. Liên tục duỗi căng tay phải của mình lên, giữ thêm 3, 4.
bạn hít vào bằng phồng luôn tay phải của mình về phía sau lưng, cho tay phải nắm sâu vào đùi trái. Thở ra xoắn cơ sống lưng hết mức có thể về phía bên phải. Mở mạnh vai phải, mắt nhìn lên một lần nữa. Tiếp tục hít thở. Rồi hít vào, bạn gập đầu gối chân trái của mình về phía trước, sau đó hạ thấp vai trái của mình xuống. Ở đây lựa chọn số 1, luồn luôn tay trái của mình qua chân trái, hoặc lựa chọn số 2, từ vị trí này bạn nâng tay trái lên, tay phải nắm lấy cổ tay trái. Liên tục lực bạn dồn vào chân trái, mở mạnh ngực, mở mạnh vai, xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng của mình, mở vai phải, nhìn lên. Này hít vào, bạn thoát thế, tay áp thảm. Thở ra rút chân trái về phía sau, nâng hông nhấn vai, tư thế chó quỷ mặt. Hít vào, trường vai của mình về phía trước, siết chặt cơ bụng của mình lại. Thở ra gặp quỷ tay, hạ vai chaturanga. Hít vào, tư thế chó ngửa mặt, nâng vai, ngã vai của mình về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Và thở ra bằng hạ bụng áp thảm. Lúc này duỗi mạnh hai chân của mình về phía sau, tay xuôi theo thân. Lựa chọn số 1, bạn có thể thả lỏng cơ thể ở đây, hoặc nếu được, gập hai đầu gối, từ từ nâng vai, nâng hông, tay vòng về phía sau lưng, tay nắm lấy hai cổ chân. Hít vào tư thế cay cùng, bạn nâng chân của mình lên, tiếp theo nâng vai, nâng ngực, nâng cằm, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể, giữ hái. 3 4 Đúng rồi, và 5 ngày thở ra ta thoát thể, tay áp thảm. Hít vào, nâng hông, thở ra theo cách riêng của mỗi người, ta rút về lại tư thế em bé. Thả lỏng vai, thả lỏng hông, thả lỏng lưng, lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Liên tục hít sâu, thở chậm, điều phối lại hơi thở và ổn định lại cơ thể của mình. Nhẹ nhàng, bạn nâng vai nâng hông của mình lên. Hít vào ấn mũi chân, nâng hông nhấn vai của mình xuống. Thở ra ta về lại tư thế chó quỷ mặt. Thả lỏng vai hết mức có thể. Từ vị trí này hít vào, đánh chân phải của mình lên cao. Thở ra bằng gập đầu gối chân phải, nhấn vai trái của mình xuống. Đồng thời tách mạnh gối phải hướng về phía bên trái, cảm nhận khớp hông phải của mình đang được kích hoạt hết mức cơ thể. Hít vào, tiếp tục bước chân phải của mình về phía sau lưng, ấn mũi chân phải của mình chạm thảm. Nâng hông, bằng vươn tay phải của mình qua khỏi đầu, giữ lấy tư thế hoàng giả. Đẩy cong cơ lưng hết mức có thể, mở ngực, mở vai. Hít thở, 3. Nâng hông lên cao hơn nữa nếu được, 4. Và 5, nhẹ nhàng, bạn xoay vai phải của mình xuống, cho tay phải áp thảm. Sau đó tiếp tục gập đầu gối chân phải, trương vai của mình về phía trước. Hít vào, vươn tay trái của mình qua khỏi đầu. Ở đây nếu muốn, tay trái có thể đỡ lấy gối phải, hoặc nếu được, bạn duỗi căng chân phải của mình về phía trước, đồng thời căng cơ lưng bên trái hết mức cơ thể, nâng hông lên. Hít vào, di chuyển chân phải của mình về phía trước, sau đó đặt chân của mình về phía đầu thảm, tiếp tục trượt chân xa hơn nữa. Thở ra, bạn tách hai chân sang ngang, đồng thời hạ cho mông chạm thảm. Cảm nhận khớp hông của mình đang được kích hoạt sâu ở vị trí này. Bạn giữ thêm 4. Và nắm nhẹ nhàng hạ khuỷu tay, bạn chồng hai khuỷu tay của mình lên nhau. Sau đó trường vai về phía trước, thả lỏng vai của mình xuống. Tiếp tục kích hoạt sâu phần khớp hông, nhấn hông sâu hơn nữa. Này hít vào, bạn nâng vai của mình lên. Lúc này thở ra, bạn gập đầu gối chân phải, ép chân phải của mình vào đùi trong của chân trái. Hạ tay trái chạm thảm, bạn nâng tay phải, đồng thời nghiêng lưng hết mức có thể về phía bên trái. Tiếp tục hít vào, trả vai về chính diện. Thở ra, bạn nghiêng sâu hơn nữa về phía trái. Tương tự lượt bài, hít vào về chính diện. Thở ra, bạn nghiêng trái. 4. Hít vào, chỉnh diện. Thở ra, nghiêng sâu hơn nữa.
Lượt cuối năm hít vào về chính diện, thở ra nghiêng trái giữ tay lựa chọn số 1 hoặc lựa chọn số 2 nếu được, tay phải bạn nắm mép ngoài chân trái, sau đó luồn đầu của mình xuống dưới nách phải. Đồng thời tay trái bạn nắm sâu vào đầu gối chân phải, mắt nhìn lên, giữ hái. 3. Cảm nhận cơ lưng bên phải đang được kích hoạt sâu. 4. Hít thở. Và 5. Hít vào, bạn nâng vai lên. Này thở ra thật chậm rãi, nâng đầu gối chân phải của mình lên. Lúc này áp lòng bàn chân phải của mình xuống. Hít vào, bạn di chuyển vai phải vào bên trong chân phải. Sau đó phồng mạnh tay phải của mình về phía sau lưng. Tay trái phồng về phía sau lưng, hai tay nắm lấy nhau. Đồng thời xoắn phần cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên trái. Mắt nhìn qua vai trái, giữ hái. 3. Hít thở. 4. Và 5. Này hít vào, bạn thoát thể. Lúc này thở ra thật chậm rãi, xoay phần hông vai của mình hướng về phía cuối thảm, xoay về phía bên trái. Đồng thời bạn đặt luôn chân phải của mình trên đùi chân trái, cố gắng giữ cho gối phải của mình chạm thảm. Hít vào, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Thở ra nếu được phồng tay phải của mình về phía sau lưng, cho tay phải nắm lấy ngón chân cái phải. Hít vào, trường vai về phía trước, cho tay trái nắm lấy chân trái. Sau đó thở ra, bạn gập người của mình về phía trước, liên tục vừa trường vừa gập hết mức có thể từ khớp hông, mắt nhìn về phía trước, giữ hái. Cảm nhận sức căng ở cơ đầu gối chân trái ở vị trí này. 3. Hít thở. 4. Và 5. Này hít vào, bạn thoát thế. Lúc này thở ra, bạn thoát tay phải. Này thật chậm rãi, bạn gập luôn đầu gối chân trái, nhấc mông trái của mình lên, xoay cho gối phải của mình chạm thảm. Sau đó di chuyển tay trái của mình vào bên trong chân trái, vòng luôn tay trái qua chân, tay phải vòng về phía sau lưng, hai tay nếu được nắm lấy nhau. Người từ vị trí này hít vào, bạn mở ngực mở vai, sau đó thở ra cúi gập người của mình về phía trước, liên tục gập sâu hết mức có thể, giữ hái. Mở ngực mở vai. 3. 4. Hít thở cho cằm hướng về phía thảm. Tốt lắm mọi người. Và 5. Nơi nhẹ nhàng hít vào thật chậm rãi, bạn nâng vai của mình lên, sau đó từ từ thở ra, ta thoát tay. Này hít vào, bạn duỗi hai chân của mình về phía trước, xoay nhẹ cổ chân, hoặc là bạn duỗi chân của mình trước sau, thả lỏng cổ chân, thả lỏng đầu gối, thả lỏng toàn bộ phần thân dưới ở vị trí này. Này hít sâu, thở chậm. Tiếp tục hít vào, bạn bắt chéo hai chân của mình về phía sau, sau đó thở ra đi nhẹ hai tay của mình về phía đầu thảm. Hít vào tư thế chó cúi mặt, nâng hông nhấn vai của mình xuống, liên tục thả lỏng vai hết mức có thể. Tương tự như vậy ta đổi bên. Từ vị trí này hít vào, bạn đánh chân trái của mình lên, thở ra gập đầu gối chân trái, mở mạnh gối trái hướng về phía phải, đồng thời nhấn vai phải của mình xuống, tách mạnh hông trái ra. Giữ đây, hoặc nếu được ta vào tư thế hoàng giả luôn, bằng cách bạn bước luôn chân trái của mình về phía sau, ấn mũi chân của mình chạm thảm, sau đó vươn tay trái của mình qua khỏi đầu, đẩy hông của mình lên, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể. Tư thế hoàng giả, giữ hái, hít thở, siết chặt cơ bụng của mình lại. 3. 4. Mở căng ngực căng vai. Và 5. Nhẹ nhàng mắt nhìn xuống, bạn hạ tay trái của mình xuống. Hít vào, xoay cho hông của mình hướng về phía bên trái. Tiếp tục gập đầu gối chân trái. Lúc này gối trái hướng về phía vai phải. Từ từ bạn nâng tay phải của mình qua khỏi đầu. Hoặc nếu muốn dùng tay phải đỡ nâng gối trái lên, hoặc duỗi căng chân trái của mình về phía trước, đẩy hông của mình lên. Hít thở. 4.
và 5 hít vào bằng di chuyển chân trái về phía thảm, sau đó trượt nhẹ chân trái của mình xuống, đồng thời tách mạnh hông của mình sang ngang. Lúc này hai chân của mình tách càng rộng càng tốt, hai tay của mình phương lên khỏi đầu giữ cho lưng thẳng, thở ra hai tay của mình đặt về phía trước. Hít vào bằng đi bộ hai tay của mình về phía trước, hạ khuỷu tay của mình xuống, sau đó thở ra tiếp tục nhấn hông sâu, giữ hái, ba, bốn và năm. Hít vào bằng nâng vai lên, lần này thở ra gập đầu gối chân trái, ép chân trái của mình vào đùi trong chân phải. Hít vào nâng tay trái lên, thở ra nghiêng lưng hết mức có thể về phía bên phải. Tương tự hai, hít vào vai chính diện, thở ra nghiêng sâu hơn nữa về phải. Hít vào lần ba, vai lên chính diện, thở ra nghiêng phải. Bốn, hít vào nâng vai lên, vai chính diện, thở ra nghiêng sâu hơn nữa về phải. Và lực cuối, năm, hít vào vai chính diện, sau đó thở ra nghiêng lưng hết mức có thể về phía bên phải. Nếu được, tay trái bạn nắm mép ngoài chân phải, sau đó luồn đầu của mình xuống dưới nách trái, mắt nhìn lên, giữ hái, ba, cảm nhận cơ lưng bên trái từng được kích hoạt hết mức có thể ở vị trí này. Bốn và năm, hít vào nâng vai của mình lên, sau đó thở ra thật chậm rãi, bạn nâng đầu gối chân trái, áp lòng bàn chân trái của mình chạm thảm, trường vai của mình về phía trước. Lúc này tay trái đặt bên trong chân trái, bằng phồng mạnh tay trái về phía sau lưng, tay phải phồng về phía sau lưng, hai tay nắm lấy nhau, đồng thời xoắn cơ sống lưng của mình hết mức có thể về phía bên phải, mắt nhìn qua vai phải, giữ hái, hít thở ba, bốn và năm, này hít vào trả vai của mình về chính diện, thở ra bạn thoát thế, tiếp tục xoay hông vai của mình hướng về phía bên phải. Hít vào, lúc này bạn đặt luôn chân trái trên đầu gối chân phải, sau đó thở ra vung mạnh tay trái của mình về phía sau lưng, nếu được cho tay trái nắm lấy ngón chân cái trái. Hít vào, trường vai về phía trước, tay phải nắm lấy chân phải, mở ngực mở phái, thở ra cúi gập người của mình xuống, cầm hướng về phía ống quyển chân phải, mắt nhìn về phía trước, giữ hái, ba, liên tục vừa trường vừa gập hết mức có thể từ khớp hông, bốn và nắm, nhẹ nhàng nâng vai của mình lên. Từ từ ta thoát tay trái, sau đó tiếp tục bằng gập đầu gối chân phải. Hít vào, nhấc cao mông phải của mình lên, thở ra bằng đặt tay phải vào bên trong chân phải, đồng thời hạ thấp vai của mình xuống. Tiếp tục hít vào, nếu được vòng luôn tay phải của mình vào phía sau lưng, tay trái vòng về phía sau lưng, hai tay nắm lấy nhau. Hít vào, mở ngực mở vai giữ lưng thẳng, thở ra bằng cúi gập người của mình về phía trước cho cầm hướng về phía thảm, giữ hái, gập sâu hơn nữa nếu được, ba, hít thở đều, bốn. Tốt lắm mọi người, liên tục mở ngực mở vai. Và nắm, này hít vào, nâng cầm nâng vai của mình lên, sau đó thở ra ta thoát thể, thật chậm rãi duỗi hai chân của mình về phía trước, bằng xoay nhẹ cổ chân hoặc là nhấn chân của mình trước sau, thả lỏng đầu gối, thả lỏng cổ chân hết mức có thể, liên tục hít thở, quan sát cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể. Này hít vào, tiếp tục từ vị trí này, bằng căng cho mũi chân của mình hướng về phía mặt, sau đó thở ra trường vai về phía trước, hai tay nắm ngón chân cái. Hít vào, giữ lưng thẳng, thở ra từ cúi gập người của mình về phía trước, cảm nhận sức căng ở cơ đầu gối, liên tục vừa trường vừa gập hết mức có thể, mắt nhìn về phía trước, giữ hái, ba, bốn và năm, nơi hít vào, ta thoát thể, thở ra hai tay của mình áp về phía sau lưng, ngón tay hướng về phía trước, đồng thời bằng duỗi căng mũi chân hết mức có thể. Tiếp tục hít vào, nâng hông lên, thở ra ngã đầu của mình về phía sau, siết chặt cơ bụng, giữ đây tư thế tấm ván ngược, liên tục đẩy hông, mở ngực mở phai hết mức, giữ thêm bốn, hít sâu, thở chậm.
và nắm nhẹ nhàng bạn hạ mông của mình xuống. Hít vào, bắt chéo hai chân của mình vào với nhau, đi bộ hai tay của mình về phía trước, sau đó ta rút về lại tư thế chó quỷ mặt. Tiếp tục từ vị trí này hít vào, bạn đánh chân phải của mình lên, sau đó gập đầu gối chân phải trường vai về phía trước. Tiếp tục bạn bật nhảy đổi chân, gối trái về phía trước, chân phải về phía sau, tương tự như vậy. Hít vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi hạ chân trái, bạn đánh chân phải của mình lên. Hít vào, trường vai về phía trước, đặt luôn chân phải của mình ở giữa hai tay. Sau đó thở ra, bạn trường mạnh vai của mình về phía trước, đồng thời đánh chân trái của mình lên. Tư thế chiến binh số 3. Ở vị trí này liên tục bạn úp hông trái của mình xuống, giữ cho hai hông trên một đường thẳng là đúng. Này hít vào thật chậm rãi, bạn nâng vai nâng hông lên. Thở ra gập đầu gối chân trái, di chuyển gối trái của mình về phía trước. Lựa chọn số 1, từ vị trí này tay phải đặt trên hông phải, sau đó tay trái nắm lấy ngón chân cái trái. Hoặc lựa chọn số 2, hít vào bạn duỗi căng chân trái của mình về phía trước, cố gắng giữ thăng bằng. Mình không trường vai về phía trước hoặc không ngã vai về phía sau nhiều quá. Liên tiếp như vậy bạn giữ đây, hoặc nếu được lựa chọn số 3, nâng cao chân trái đồng thời cúi gập người của mình xuống. Tiếp tục quan sát hơi thở và giữ thăng bằng trên chân phải. Giữ thêm 4 và 5, hít vào, nâng vai lên. Lần này thở ra, bạn kéo chân trái của mình về phía bên trái, mắt nhìn qua vai phải. Giữ đây, hoặc nếu được, nâng chân trái lên cao hơn nữa và di chuyển chân của mình hướng về phía vai trái. Lưu ý, bạn không nghiêng về phía bên phải nhiều quá. Cố gắng giữ cho vai phải và hông phải trên một đường thẳng là đúng. Này hít vào, bạn trả chân trái của mình về phía trước. Lần này thở ra gập đầu gối chân trái, đặt luôn chân trái của mình về phía trước đùi phải. Hít vào, giữ đây, tay của mình đặt về hông. Hoặc nếu được, bạn vòng luôn tay trái của mình về phía sau lưng, cho tay trái nắm lấy ngón chân cái trái. Hít vào, mở ngực mở vai. Sau đó thở ra, từ từ bạn nâng tay phải lên, đồng thời cúi gập người của mình xuống. Tay phải của mình áp thảm, gập sâu hơn nữa nếu được. Liên tục, bạn đi bộ tay của mình hướng về phía chân phải. Quan sát hơi thở, giữ 3, mở ngực mở vai tối đa 4 và 5. Hít vào, nâng cằm lên, thở ra thật mạnh. Hít vào, hạ luôn tay trái của mình chạm thảm. Sau đó thở ra, bằng bước hoặc nhảy chân phải của mình về phía sau. Lúc này hạ hai gối của mình chạm thảm. Từ vị trí này đi bộ nhẹ hai tay của mình hướng về phía gối. Ở đây lựa chọn số 1, bạn có thể trượt chân trái của mình xuống thảm. Hoặc lựa chọn số 2, vẫn giữ cho chân trái của mình ở phía trước đùi phải. Này, quan sát hơi thở, cố gắng giữ thăng bằng trên hai đầu gối. Tiếp tục hít vào, nâng hông, nâng vai của mình lên. Liên tục bạn giữ cho gối của mình mở ngang hông. Tiếp tục hít vào, lựa chọn số 1, tay của mình chắp ngang ngực. Hoặc lựa chọn số 2, nếu được, hai tay bắt chéo vào với nhau. Lúc này tay trái nằm trên, tay phải nằm dưới. Từ từ bạn nâng khuỷu tay của mình lên, càng cao càng tốt. Giữ thăng bằng, hái. Hít thở, 3, 4 và 5. Hơi thở ra, bạn thoát thể. Hít vào, hạ cho mông chạm thảm. Lúc này cố gắng vẫn giữ cho chân trái trên đùi phải, bạn duỗi căng chân phải của mình về phía trước. Này, sau đó gập đầu gối chân phải, đặt luôn chân phải trên đùi chân trái, ta vào tư thế hoa sen luôn. Này, từ vị trí hoa sen này hít vào, bạn ấn mạnh hai tay của mình xuống đầu gối. Sau đó thở ra, cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng. Tiếp tục gập cổ về phía trước, ép sát cằm vào phần ức, siết chặt cơ bụng của mình lại. Đồng thời bạn siết cơ mông, rút hai lỗ rốn của mình lên. Hít thở, giữ 3, 4. Cố gắng siết chặt toàn bộ cơ thể nếu được. Quan sát hơi thở của mình, hít sâu và thở chậm.
và nằm nơi nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Hít vào, tiếp tục từ vị trí này, ta thoát hai chân, duỗi hai chân của mình về phía trước. Sau đó bạn thả lỏng cổ chân, thả lỏng đầu gối. Hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Nếu được, tay nắm lấy chân, hoặc trường xa hơn nữa, tay này nắm lấy cổ tay kia. Liên tục vừa trường vừa gập hết mức cơ thể từ khớp hông của mình. Giữ thêm 4 và 5 này, tốt lắm, hít vào, bạn thoát thế. Tay áp thảm, nâng hông của mình lên. Sau đó thở ra thật chậm rãi, bạn đi nhẹ hai chân của mình về phía sau. Tay của mình về phía đầu thảm, nâng hông, nhấn vai, tư thế chó cúi mặt. Thả lỏng vai hết mức cơ thể. Từ vị trí này hít vào, đánh chân trái của mình lên cao. Thở, gối của mình hướng ngực, sau đó bạn bật nhảy đổi chân. Hít vào, gối phải trước, chân trái sau. Tương tự như vậy, đi nhanh hơn nữa. 2, 3, 4, hít thở. 5, 6, 7, siết chặt cơ bụng của mình lại. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Này, hạ chân phải, hít vào, bạn đánh chân trái của mình lên. Lần này thở ra, bước mạnh chân trái của mình về phía trước, đặt giữa hai tay. Hít vào, trường vai về phía trước, nâng chân phải lên, tư thế chiến binh số 3. Liên tục bằng duỗi căng chân phải về phía sau, đồng thời úp hông phải của mình xuống. Tiếp tục hít vào, nhẹ nhàng bằng khuỵu gối trái, từ từ nâng vai, nâng hông của mình lên. Đồng thời thở ra, gập luôn đầu gối chân phải, di chuyển gối phải của mình về phía trước. Ở vị trí này, lựa chọn số 1, tay phải bạn nắm lấy ngón chân cái phải, giữ đầy. Hoặc lựa chọn số 2, bạn duỗi căng chân phải của mình về phía trước, cố gắng giữ thăng bằng, lực dùng vào ngón chân trái, mắt quan sát về phía trước. Hít vào, nâng chân phải lên, thở ra, cúi gập người của mình xuống nếu được. Tiếp tục giữ 3, 4, quan sát hơi thở của mình. Và 5, hít vào, nâng cầm nâng vai lên, thở ra, bạn tách luôn chân phải của mình sang ngang. Lúc này mắt nhìn qua vai trái. Nếu được, bạn kéo luôn chân phải của mình hướng về phía vai luôn. Lưu ý không đổ người về bên trái nhiều quá. Giữ cho vai trái và hông trái trên một đường thẳng nếu được. Tiếp tục quan sát hơi thở và cơ thể của mình. Giữ thêm 4 và 5, hít vào, di chuyển chân phải về phía trước. Lần này thở ra bằng gập đầu gối chân phải. Sau đó tìm cách đặt luôn chân phải của mình trên đùi trước chân trái. Hít vào, tay đặt về hông. Hoặc nếu được, vòng tay phải của mình về phía sau lưng, cho tay phải nắm ngón chân cái phải. Tiếp tục hít vào, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Tay trái vươn lên khỏi đầu. Sau đó thở ra, từ từ bạn cúi gập người của mình về phía trước. Đặt tay trái chạm thảm. Liên tục đi bộ tay trái của mình vào bên trong, gập sâu hơn nữa nếu được. Giữ thêm 2, 3, 4. Liên tục hít thở. Và 5, hít vào, nâng cầm lên, thở ra thật mạnh ở vị trí này. Hít vào, tiếp tục bạn thoát tay phải của mình xuống, tay áp thảm. Sau đó bước hoặc nhảy chân trái của mình về phía sau, từ từ hạ hai gối của mình xuống. Tương tự, lựa chọn số 1, bạn có thể trượt chân phải của mình xuống thảm, hoặc nếu được, vẫn giữ cho chân phải của mình phía trước đùi trái. Tiếp tục hít vào, từ vị trí này bạn đi bộ nhẹ hai tay của mình hướng về phía gối. Sau đó thở ra, ta đứng trên hai đầu gối của mình, quan sát hông, vai, gối trên một đường thẳng. Hai tay của mình chắp ngang ngực, hoặc nếu được bạn bắt chéo hai tay của mình vào phía nhau. Lúc này tay phải nằm trên, tay trái nằm dưới. Liên tục nâng khuỷu tay của mình lên càng cao càng tốt. Giữ 2, 3, siết chặt cơ bụng của mình lại. 4, tốt lắm mọi người. Và 5, nhẹ nhàng bạn thoát tay. Hít vào, từ từ hạ cho mông của mình chạm thảm. Sau đó từ vị trí này duỗi luôn chân trái của mình về phía trước, cố gắng vẫn giữ cho chân phải trên đùi chân trái. Tiếp theo bạn gập đầu gối chân trái, đặt chân trái trên đùi phải, ta vào tư thế hoa sen. Rồi, từ vị trí hoa sen này, bạn giữ chân ngực mở, vai mở. Hít vòng hơi thật sâu, bạn vòng mạnh tay trái của mình về phía sau lưng. Sau đó thở ra, vòng tay phải của mình về phía sau lưng. Nếu được, cho hai tay của mình
nắm lấy ngón chân cái. Rồi bạn quan sát thêm một lần nữa vị trí này. Chân nào nằm trên thì bạn đi tay đó trước. Tương tự như vậy ở vị trí của mình, chân trái của mình nằm trên thì mình sẽ phòng tay trái của mình trước, như vậy dễ cho mình nắm ngón chân cái trái hơn. Sau đó bạn phòng tay phải của mình về phía sau cho tay phải nắm lấy ngón chân cái phải. Lại tiếp tục hít vào giữ cho lưng thẳng. Sau đó thở ra bạn cúi gập người của mình về phía trước. Liên tục gập sâu hết mức có thể, mở căng ngực căng vai. Cố gắng không nhấc mông của mình lên, giữ thêm 3. Tốt lắm mọi người, mở vai của mình mạnh hơn nữa. 4 và 5, lại hít vào, nâng vai lên. Sau đó thở ra ta thoát tay. Lúc này hai tay của mình áp ngang hông. Thật chậm rãi, bạn nhấc hoa sen lên, đồng thời trương vai về phía trước, sau đó nhấc mông của mình lên luôn. Cố gắng giữ thăng bằng thêm 2. Hít thở 3. 4. Quan sát hơi thở của mình. Và nằm lại thở ra bạn thoát thể, đồng thời thoát hai chân, duỗi nhẹ hai chân của mình về phía trước, bạn xoay cổ chân hoặc là duỗi chân của mình trước sau, thả lỏng cổ chân, thả lỏng đầu gối. Lại hít vào, giữ cho chân của mình thật thẳng. Lúc này bạn căng mũi chân của mình hướng về phía vai, đồng thời gập cổ về phía trước, cằm ép sâu vào phần gức. Bạn siết chặt cơ bụng của mình lại, rút hậu môn của mình lên, siết chặt toàn bộ cơ thể, giữ 2 3 4. Quan sát hơi thở, cảm nhận hơi thở của mình. 5 6. Hít thở 7 8 9. Tốt lắm mọi người, và 10. Rồi nhẹ nhàng bạn thoát thể, thả lỏng vai, thả lỏng tay. Sau đó hít vào, ta tìm cách hạ lưng của mình áp thẳng. Từ vị trí này bạn gập hai đầu gối, ép hai chân của mình hướng về phía hông. Rồi lựa chọn số 1 ở vị trí này, tay của mình nắm lấy hai cổ chân. Sau đó bạn nâng hông của mình lên, giữ đây tư thế cây cầu. Hoặc lựa chọn số 2, tay bạn đặt trên vai, ngón tay hướng xuống chân. Thật chậm rãi lực dồn vào hai tay, bạn nhấc đầu, nhấc vai, nhấc hông của mình lên. Tư thế bánh xe. Cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại, đẩy cong cơ lưng hết mức có thể, giữ thêm 2. 3. Lắng nghe cơ thể của mình. 4. Và 5. Nhẹ nhàng hạ đầu, hạ vai của mình xuống. Hít vào, tay của mình ôm lấy gối. Sau đó thở ra, tay nắm lấy ngón chân cái. Lúc này bạn tách hai gối của mình sang ngang. Liên tục lăn lưng trái phải, tư thế em bé hạnh phúc. Thả lỏng đầu, thả lỏng vai, thả lỏng hông, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hít sâu, thở chậm, thư giãn sâu cơ thể, hồi phục lại cơ thể. Ngoài hít vào, bạn thoát thể. Sau đó thở ra, ta về tư thế xác chết. Bạn duỗi hai chân của mình về phía trước, hai tay xuôi theo thân, tay cách thân 45 độ, lòng bàn tay của mình hướng lên, hai chân của mình tách sang ngang, mũi chân hướng ra bên ngoài, nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Quan sát cơ thể đi từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Tâm trí bạn đi tới đâu, hãy thả lỏng cơ thể tới đó. Miệng nở một nụ cười tươi, hướng nụ cười dọc theo tâm trí. Nụ cười lan tỏa từng ngóc ngách cơ thể, men theo hai cánh tay, lần ra từng đầu ngón tay. Nụ cười đi dọc xương sống, men theo hai chân, lần ra từng đầu ngón chân. Nụ cười đi tới đâu, bạn thả lỏng cơ thể tới đó. Tận hưởng cơ thể, tận hưởng từng hơi thở, và hãy tận hưởng giây phút hiện tại. Thank you.
chậm rãi bằng cử động nhẹ ngón tay, cử động nhẹ ngón chân. Sau đó xoay đầu trái phải, đánh thức cơ thể của mình. Tiếp theo, bạn cặp đầu gối chân phải, từ từ xoắn người của mình về phía bên trái. Thả lỏng cột sống lưng, thả lỏng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, thả lỏng vai. Hít thở. Tiếp tục hít vào về chính diện và thở ra, bạn đổi bên. Gập gối trái và xoắn về phía bên phải. Nếu được, vẫn giữ mắt của mình nhắm, quan sát hơi thở. Từ từ bạn trả lưng của mình về chính diện. Gặp hai gối, hai tay vòng ôm hai gối, kéo sát hai gối về phía ngực. Giữ đây, hoặc bạn có thể lăn lưng trái phải. Liên tục thả lỏng cơ thể của mình. Thả lỏng vai, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nơi bạn xoay người của mình qua một bên, sau đó áp hai tay, từ từ nâng vai. Theo cách riêng của mỗi người, ta trở lại vị trí ngồi căn bản. Tư thế ngồi thật thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mắt. Bạn xoay tròn cổ, từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, hoặc có thể di chuyển cổ theo ý thích của mỗi người. Di chuyển thật chậm rãi, kết hợp thật nhịp nhàng từng hơi thở với từng cử động của mình. Hít thở theo chánh niệm. Ngay từ từ bạn trả cổ của mình về chính diện. Sau đó hai tay của mình chắp ngang ngực, bạn chà sát hai lòng hai bàn tay của mình vào với nhau cho tới khi hai tay của mình nóng lên. Tiếp theo, hai tay của mình áp vào hốc mắt, nhẹ nhàng mở mắt của mình ra. Hãy cảm nhận hơi ấm và nguồn năng lượng lan tỏa từ hai lòng bàn tay, thông qua hốc mắt của mình, di chuyển nguồn năng lượng đó vào bên trong cơ thể, đánh thức cơ thể. Tiếp tục tay chấp, lúc này tay đặt vào giữa trán. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Khi hít vào, cảm nhận nguồn năng lượng tích cực. Và thở ra, hãy loại bỏ những tạp niệm hoặc những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Hít vào, cảm nhận sự bình an, tự do, tự tại. Và thở ra, buông lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, mời bạn đăng ký kênh với mình để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste. Chúc các bạn một ngày vui.